bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ. Phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên blo.vn. Bản tin 17 giờ. Nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Các bạn đang đến với bản tin 17 giờ của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 4 tháng 7 có những nội dung chính như sau. Bị khởi tố, nguyên phó chủ tịch thành phố Vũng Tàu nói gì? Chồng giết vợ rồi dựng hiện trường giả. Kẻ gây thảm án ở Thạch Thất chuẩn bị hầu tòa. Đột nhập chùa trộm ghế gỗ, rút súng bắn người truy đuổi. Làm cháy cửa hàng tiền tỷ của hàng xóm khi sửa nhà. Số vụ thiệt hại 9.000 tỷ tại ngân hàng xây dựng. Đánh bom tự sát trước lãnh sự quán Mỹ ở Saudi Arabia. Đi tù vì nhắn tin xúi dục bạn trai tự sát. Và sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ khởi tố nguyên chủ tịch thành phố Vũng Tàu, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với các ông Phan Hòa Bình, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, Trương Văn Trí, chuyên viên văn phòng tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu. Theo thông tin điều tra ban đầu, các cựu quan chức trên đã có sai phạm liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp phường 11 thành phố Vũng Tàu, gọi tắt là Metropolitan, do công ty cổ phần địa ốc An Khang làm chủ đầu tư. Khi trao đổi với phóng viên, ông Trí cho biết, việc ông ký là đúng thẩm quyền và theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông cho rằng mình không đụng đến đồng xu cát bạc gì. Còn ông Sơn cho rằng việc khởi tố ông là bất hợp lý vì hồ sơ quy hoạch là do trưởng phòng trước thủ lý. Ông chỉ tiếp nhận lại khi giữ chức phó trưởng phòng phụ trách. Ngày 4 tháng 7, Công an huyện Nhà Bè cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển nghi can Nguyễn Văn Nghĩa, 42 tuổi, quê Tiền Giang, lên Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi giết người. Tối ngày 30 tháng 6, Nghĩa đi nhậu xỉn về. Nghĩa và vợ là Lê Thị Thanh Giang, 42 tuổi, xảy ra mâu thuẫn. Người chồng cầm dao rạch nhiều nhát vào tay khiến vợ mất nhiều máu. Một lúc sau, Nghĩa vào nhà vệ sinh thì thấy vợ ngất xỉu. Ông ta bế bảo vợ vô thùng nước màu xanh, khiến nạn nhân tử vong. Nghĩa dọn dẹp hiện trường, làm như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Nghĩa nói với con trai và những người xung quanh là vợ tự tử, không được tổ chức mai chay ở Sài Gòn. Người chồng thuê xe, chở thi thể vợ về quê để lo hậu sự. Nhận thấy có nhiều bất thường, Công an huyện Gò Công Đông không chấp nhận cho chôn cất. Công an Nhà Bè đã khám nghiệm hiện trường và nhận định đây là vụ án giết người, dựng hiện trường giả. Người chồng là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất, phải mất nhiều giờ bằng những phương pháp nghiệp vụ. Lực lượng chức năng buộc nghi can thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Người này tỏ ra hối hận, khóc lóc, xin về nhà lo hậu sự cho vợ nhưng không được công an đồng ý. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Kỳ, sinh năm 1970, trú tại xã Hương Ngãi, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Kẻ gây thảm án ở Thạch Thất, Hà Nội khiến hai người bố con tử vong. Tờ Mờ Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2015, Kỳ trèo lên tường nhà ông Nguyễn Lương Chuân, sinh năm 1957, xã Canh Nậu để trộm cắp. Sau khi lấy trộm hai chiếc điện thoại, hắn ta đi xuống cầu thang, thì bị anh Nguyễn Lương Chỉnh bất ngờ phát hiện và hô hoán. Cùng thời điểm này, nghe tiếng hô hoán của anh Chỉnh, ông Chuân, bà Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1961, anh Nguyễn Lương Tuân, sinh năm 1982, con ông Chuân, chị Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1986, vợ anh Tuân, thức dậy chạy ra cùng với bắt Kỳ. Thấy nhiều người, Kỳ rút dao đâm thẳng vào bụng anh Chỉnh. Khi ông Chuân chạy để giúp con trai, thì cũng bị Kỳ đâm ba nhát khiến người đàn ông này gục ngay tại chỗ. Bà Năm, anh Tuân đứng gần cũng bị Kỳ đâm vào, chém trúng vào vùng đùi nên không dám xông vào bắt. Các nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất. Do vết thương nặng nên ông Chuân, anh Chỉnh tử vong. Cơ quan tố tụng truy tố Nguyễn Văn Kỳ, kẻ gây thảm án tại Thạch Thất hai tội, giết người và cướp tài sản. Dự kiến Tòa án Hà Nội sẽ xét xử Kỳ vào ngày 26 tháng 7 tới. Khoảng 1 giờ 30 sáng nay, một số người ở xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho phát hiện có nhóm người đột nhập vào chùa Phước Long cổ tự nên truy đuổi vây bắt. Nhóm trộm đã lập tức rút súng bắn trả nhiều phát vào những người truy đuổi, gồm dân và công an. Rất may không có người nào bị nguy hại đến tính mạng. Người dân và lực lượng chức năng cũng đã bắt được một đối tượng trong nhóm trộm trên là Nguyễn Văn Bình, 52 tuổi, ngụ Mỹ Tho, còn các đối tượng khác đã bỏ chạy thoát. Bình cũng được xác định chính là người đã rút súng, loại súng rulo bắn trả lại người dân khi bị truy đuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm trộm vừa dùng kìm cắt cửa vào trong chánh điện của chùa, lấy cắp 9 cái ghế bằng gỗ, loại gỗ của cây cầm xe trị giá khoảng 30 triệu đồng thì bị người dân tóm gọn. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 7, một vụ hỏa hoạn xảy ra kèm theo nhiều tiếng nổ lớn tại cửa hàng tranh thêu của gia đình anh Nguyễn Thanh Bình trên đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, giữa trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Trong lúc hàn sửa nhà ông Phàng, công nhân để tia lửa phục qua, gây ra vụ cháy lớn ở cửa hàng 3 tầng của gia đình nhà anh Bình. Khói bốc cao nghi ngút tỏa ra mù mịt xộc vào nhiều ngôi nhà dọc theo tuyến đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Nhiều người dân lây hoay tìm cách dập lửa, nhưng nhiều tiếng nổ, lửa cháy lan bao trùm nhanh quá nên đành bất lực. Vụ hỏa hoạn bất ngờ khiến nhiều nhân viên cửa hàng bỏ chạy tán loạn thoát thân. Một số gia đình bên cạnh cũng sơ tán ra xa khu vực xảy ra vụ cháy lớn. Nhận tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quảng Ngãi huy động 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Hiện thiệt hại từ vụ hỏa hoạn trên chưa được xác định. Về vụ xử thiệt hại 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng, phiên xử do Chánh tòa án hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Lương Toản làm chủ tọa và có thể kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Theo đó, bị cáo Phạm Công Danh, 51 tuổi, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB, kiêm Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh cùng 38 đồng phạm phải hầu tòa về nhiều tội danh khác nhau gồm cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng truy tố xác định Danh là người phải chịu trách nhiệm về số tiền 9.000 tỷ đồng VNCB bị thiệt hại và nhấn mạnh bản chất của các việc làm sai đó là phục vụ lợi ích chính bản thân Danh. Trước đó, cuối tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, yêu cầu còn đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra xét xử nghiêm vụ án xảy ra tại VNCB. Sau đây là một số thông tin quốc tế. Sáng sớm 4 tháng 7, xảy ra một vụ đánh bom tự sát gần trụ sở lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Jeddah, phía tây Saudi Arabia. Một phần tử đeo bom bước ra trước khỏi một chiếc xe hơi đậu phía ngoài một đền thờ đối diện trụ sở lãnh sự quán Mỹ. Quả bom phát nổ rất nhanh khi tên này đang hướng về đền thờ. Tên đánh bom đã chết, 3 nhân viên bảo vệ gần đó bị thương. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa. Saudi Arabia triển khai một số trực thăng bay lên trên để bảo vệ an ninh. Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm. Saudi Arabia hứng 26 vụ tấn công khủng bố trong 2 năm trở lại đây. Gần đây, IS thực hiện nhiều vụ tấn công ở Saudi Arabia, làm hàng chục người chết. IS vốn xem Saudi Arabia với chủ trương thân phương Tây và là thành viên liên quan chống IS do Mỹ dẫn đầu là kẻ thù. Michael Carter, 19 tuổi, sống tại thị trấn Plainville, bang Massachusetts, đã bị tòa án tối cao kết tội ngộ sát trong một phiên tòa diễn ra vào ngày 2 tháng 7 vừa qua vì liên quan đến hành vi tự sát của bạn trai của cô này vào năm 2014, khi Carter, 17 tuổi, đã lợi dụng trạng thái mất kiểm soát của người bạn trai, Connor Troy, để gửi hàng loạt tin nhắn trên điện thoại di động với mục đích kích động và xúi dục, khiến Troy tìm đến cái chết. Mặc dù luật sư của Carter lập luận rằng những tin nhắn của cô gái này là quyền tự do ngôn luận, được pháp luật bảo vệ và khẳng định những tin nhắn này không phải là nguyên nhân gây đến cái chết của Conan Troy, nhưng bồi thẩm đoàn đã phủ nhận lập luận này và cho rằng những tin nhắn trên của cô đã gián tiếp góp phần tạo nên hành động tự sát của Conan Troy. Hiện, luật sư của Carter vẫn có thời gian để kháng cáo bản án trước khi án phạt cuối cùng được đưa ra. Carter có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm vì tội ngộ sát của mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên blo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.